Đồ Gỗ Đức Hiển xin kính chào quý vị. Trong clip này chúng tôi xin giới thiệu một số pho tượng. Clip này được quay tại tầng 3 của Đồ Gỗ Đức Hiển vào ngày 21 tháng 11 năm 2013. Những cái pho tượng này là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc do các nghệ nhân của Đồ Gỗ Đức Hiển sản xuất ra. Hai pho tượng màu sáng là bằng gỗ pơ mu, là hai vị thần hộ mệnh. Một số người biết điện tích thì dùng để bày trong nhà, vừa là chơi tượng nghệ thuật, vừa là để gọi là có vị thần hộ mệnh ngăn chặn tất cả những thế lực xấu. Quay cận cảnh chúng ta có thể thấy được cái khuôn mặt hết sức là đặc sắc do các nghệ nhân để chế tác nổi ra. Xuống phần ngực, phần tay, phần quần áo, y phục, phần chân. Đây là vị thứ nhất và vị thứ hai. Tay đang cầm chùy và tay còn lại là xòe xuống dưới với những cơ bắp cuồn cuộn. Những pho tượng này không biết phải bình luận như thế nào. Tiếp theo hai pho phía trước là hai vị Bồ Tát, vị Phổ Hiền và hai vị Bồ Tát, một bên là cưỡi voi, một bên là cưỡi sư tử. Hai vị là Văn Thù và Phổ Hiền. Có những pho tượng đặc sắc của Đồ Gỗ Đức Hiển. Trân trọng kính mời quý khách bớt chút thời gian truy cập vào đồgỗdứchhiển.com hoặc về xem hàng tại cửa hàng 6 tầng của Đồ Gỗ Đức Hiển tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip sau.